Thì cái vấn đề đầu tiên ấy là tìm cái người vận hành. Tìm người vận hành thì là em sẽ ưu tiên đầu tiên là những cái bạn trẻ thực sự là đam mê kinh doanh và dám đánh đổi. Không phải là cái nền tảng em xây dựng lên là cứ thế mà phát triển đâu. Em cần những cái người mà thích và rất rất muốn. Còn hời hợt thì là mình không đưa cho cái dự án như vậy. Mình muốn là còn một người mà sẽ phát triển cái dự án mình đi lên, làm sao cái thương hiệu của mình lên theo. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là thì cái dự án bên mình là kinh doanh online và bán hàng xỉ, thế nên là cái số vốn lưu động của nó cũng không phải là nhỏ, và mình